Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Khi mà một cái người phụ nữ mà sống mà mình nương tựa vào một ai đó quá nhiều, thưa quý vị, thì khi mà cái điểm tựa nó không còn thì cái người phụ nữ mình sẽ chơi giới, đúng không quý vị? Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ do một cái người phụ nữ, và cái chị này là chỉ chính là cái người thứ ba trong một cái cuộc hôn nhân của người ta. Chỉ xen vào, chỉ là người thứ ba, nhưng cuối cùng bản thân của chị gọi là gậy ông đập lưng ông, mà chị lại tiếp tục là va vào cái vết xe đổ của cái người vợ trước. Thì đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào, sau đây xin mời quý vị, cô chú, anh chị mình cùng lắng nghe câu chuyện ha. Thì hôm nay Neo 10 TV có nhận được một cái email chia sẻ của chị. Chị không có nói là chị tên gì, nhưng mà chị chỉ nói là tôi sinh năm 1986. Hiện tại thì tôi đang sinh sống và định cư ở Hoa Kỳ. Tôi quen được người chồng hiện tại, có thể nôm na gọi là chồng cũ, bởi vì hiện tại thì chúng tôi đã ly hôn. Tôi với ảnh là hai người biết nhau là khi mà làm việc chung với nhau ở trong cái tiệm nail, thì gặp nhau rồi quen nhau. Từ dạo đó ảnh là chủ của một tiệm nail và tôi là nhân viên làm nail trong tiệm của ảnh. Thì khi mà tôi đến đó làm nail thì tôi cũng biết là ảnh là người đàn ông đã có gia đình, ảnh cũng đã có con, cũng có một đứa con với cái người vợ đó. Thì sau một thời gian làm nail ở đó, tôi cũng nảy sinh tình cảm với ảnh, và tôi cũng chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc tình đó. Sau đó thì ảnh cũng qua lại với tôi một thời gian. Nhiều lúc á, thí dụ như nhà của ảnh mà có nấu ăn nấu uống vào dịp cuối tuần á, thì mời mấy cái người nhân viên ở trong tiệm nail về nhà chơi giống như dạng đãi ăn á. Thì vợ của ảnh cũng rủ tôi về, giống như là dạng tôi cũng là nhân viên tiệm nail đó mà, của chồng mà. Thành ra là chị vợ cũng rủ về đặng mà chơi. Nhưng mà hoàn toàn khi mà về nhà của chị là giữa tôi và ảnh giống như là hai người không chỉ là chủ và là nhân viên thôi, chứ không có thể hiện ra về mặt tình cảm. Nhưng mà sâu trong lòng là mình biết là giữa đôi bên mà giữa hai người là có nảy sinh tình cảm rồi. Và chuyện tình cảm của tôi với ảnh là nó đến một cách tự nhiên thôi, chứ nó không có phải là do một cái sự gắn ghép hay là một cái sự sắp đặt nào cả. Thậm chí là khi mà ảnh biết là tôi thích ảnh, ảnh cũng có một chút do dự, bởi vì ảnh là người đàn ông đã có gia đình rồi. Nhưng mà vì ảnh cảm thấy giữa tôi và ảnh nó có nhiều cái điểm chung, từ đó thì cũng ảnh cũng siêu lòng và ảnh cũng chịu chấp nhận quen tôi. Vợ của ảnh thì lớn tuổi hơn tôi, cho nên là chị cũng nhiệt tình lắm. Nhiều khi chị cũng coi tôi như em gái, cho nên nhiều khi chị cũng hay khuyên, cũng đưa ra những cái lời khuyên dạng giống như là cũng chỉ bảo rằng là bản thân mình nên tránh xa những cái mối quan hệ sẽ đem lại cho mình cái sự đau thương. Nếu mà mình thấy không được thì mình đừng nên cố gắng. Kiểu như là chị cũng khuyên, tại vì lúc đó là mình còn độc thân và mình cũng chưa trải qua mối tình nào cái thời điểm đó, cho nên là chị cũng nhiệt tình. Chị sợ rằng là mình gia dấp vô cái chuyện tình cảm rồi mình đau khổ. Vì vậy mà chị cũng khuyên là nếu mà dướng vô tình cảm thì nếu mà mình thấy không có kết quả thì thôi mình chấm dứt sớm. Nhưng mà chị đâu có biết được là sâu trong lòng là mình đã có cái người yêu, nhưng người yêu đó lại là chồng chị đâu. Rồi cũng có nhiều đôi ba lần á, nhiều khi mình cũng buồn. Buồn là tại ở chỗ nhiều khi mình nhớ, nhưng mà ảnh thì lại phải về nhà với vợ con ảnh. Rồi cái nhiều khi mình buồn thì những cái lúc đó vợ của ảnh mà nhiều khi thấy mình buồn á, cái chỉ hỏi mình sao buồn. Cái mình cũng khó nói, mình chỉ nói là em với lại bồ em cãi lộn nhau. Thì chị cũng biết là mình có người yêu, có bồ, nhưng mà chị không biết, hoàn toàn chị không biết bồ của mình là ai. Tại vì là hoàn toàn là mình giấu, mình không có giới thiệu, mình không có nói gì hết. Không có giới thiệu bồ mình cho ai biết hết á. Thì sau một cái khoảng thời gian, tức là khoảng tầm nửa năm, mình với lại chồng chỉ hai người qua lại với nhau và chỉ không hề hay biết. Thì bắt đầu bản thân của tôi mới nảy sinh, khi mà quen nhau nửa năm thì tôi mới bắt đầu nảy sinh là nhen nhóm lên một cái hy vọng, đó là mình có thể là danh chính ngôn thuận làm vợ ảnh luôn. Vì vậy mà tôi cũng cố gắng là tìm những cái cách để mà có thể làm cho vợ ảnh dễ dàng biết được cái sơ hở rằng là ảnh đang qua lại với tôi, để cho chị biết được là cái mối quan hệ của ảnh với tôi luôn. Tức là tôi cố tình tôi làm để cho mọi chuyện nó bại lộ ra.
để cho chị vợ ảnh biết, để cho hai vợ chồng của ảnh có thể là ly hôn, để mà tôi có thể danh chính ngôn thuận để mà đến với ảnh như là một người vợ bình thường. Thì dĩ nhiên là mọi chuyện nó đã vô trong kế hoạch của mình rồi. Cái cuộc tình vụng trộm của hai người cuối cùng cũng bại lộ. Thì vợ của ảnh á, cũng tức giận và cũng tới tận nhà tôi để mà đánh ghen. Cô chị cũng có đánh ghen, nói là đánh ghen thôi nhưng thật ra cũng là tới nói chuyện và dằn mặt thôi. Thì cái lúc mà mình gặp chị thực sự là mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, tại vì kế hoạch là mình đã lên kế hoạch rồi thì chắc chắn là mình phải chuẩn bị tinh thần cho cái chuyện đó rồi. Và cái chuyện mà chị vợ ảnh tới nói chuyện với mình á, thì đối chất nói chuyện với mình á, là nó giống như là một cái giọt nước tràn ly trong cái cuộc hôn nhân của hai người. Thì sau khi mà nói chuyện với mình xong thì vợ ảnh về, là coi như là cái cuộc hôn nhân của ảnh và vợ ảnh là coi như vỡ nát, ảnh ly hôn với cái người vợ đó. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ rằng là ảnh đã ly hôn rồi thì chắc chắn là ảnh sẽ cưới tôi. Tại vì tôi nghĩ chắc chắn cái điều đó, bởi vì ảnh qua lại tôi cũng đến nay cũng đã gần cả năm rồi, cả năm trời rồi. Thì ảnh cũng có nhiều lời thề hứa thô này kia là sẽ yêu thương, sẽ lo lắng này kia. Thành ra là tôi nghĩ rằng là khi mà ảnh đã ly hôn vợ thì ảnh sẽ không còn vướng bận gì cả, thì chắc chắn là ảnh sẽ cưới tôi. Nhưng mà sau khi mà ảnh ly hôn xong, ảnh vẫn không đồng ý công khai cái mối quan hệ của hai người, của tôi và ảnh. Ảnh không công khai. Mỗi khi mà tôi nhắc tới cái chuyện là hai đứa mình kết hôn đi thì bắt đầu ảnh lại nổi nóng và ảnh cứ nói cho qua chuyện là ảnh nói là chưa tới lúc. Và không còn một cái cách nào khác hết, tôi cứ phải giống như là lẻo đẻo theo ảnh như vậy, như là một cái bóng lặng lẽ cứ bên đời ảnh như vậy đó. Và cứ ăn ở với ảnh một năm, tiếp tục một năm sau khi mà ảnh ly hôn vợ là tôi vẫn tiếp tục sống với ảnh giống như hai người yêu nhau như vậy thôi, nhưng mà không có danh chính ngôn thuận gì cả. Một năm sau đó thì tự nhiên đến khi mà cái mối quan hệ diễn ra một năm sau đó vẫn là mập mờ như vậy, thì bắt đầu ảnh lại nói với tôi rằng là ảnh bay về Việt Nam đó. Và ảnh bay về Việt Nam cuối năm đó thì mình cũng không nói gì đi, ảnh nói rằng là ảnh về Việt Nam để mà ảnh về quê ảnh thăm gia đình, bởi vì ở Việt Nam ảnh còn người thân mà. Thì mình cũng thấy ok, tại vì về Việt Nam thăm người thân thì cái chuyện đó mình đâu có cản được, cái đó là bình thường. Nhưng mà mình thắc mắc một điều rằng là tại sao ảnh lại không có dẫn mình đi. Ảnh không có hỏi mình là em đi cùng anh hay không, hay là này kia sẵn tiện về Việt Nam chơi, rồi tụi mình đi du lịch hay này kia, vòng vòng Việt Nam chơi kiểu dạng giống vậy. Thì người yêu với nhau, mình bây giờ mình không có cho như là vợ chồng, mình cho như là người yêu đi, thì cũng phải như vậy đúng không? Nhưng mà ảnh hoàn toàn ảnh không nói gì đề cập tới cái chuyện là tôi về Việt Nam chung với ảnh. Thì tôi cũng tự ái, kiểu như mình cũng không có thể nào mà mình nói thẳng là tại sao em không được, em muốn đi cùng anh rồi, mình nói như vậy thì cũng kỳ. Cho nên là tôi cũng không nói và tôi cứ im như thế. Thì ảnh về Việt Nam cái chuyến đó xong, ảnh về 3 tuần xong, sau đó anh quay về Mỹ này. Sau khi mà ảnh quay về Mỹ xong thì ảnh có nhiều cái biểu hiện lạ lắm. Tức là ảnh thường xuyên là vô trong nhà vệ sinh, ảnh vô toilet, ảnh ngồi rất là lâu. Mỗi lần ảnh vô trong toilet á, là coi như là nửa tiếng 45 phút, tức là có khi hơn nữa, có khi cả tiếng đồng hồ, mà mình không biết ảnh làm cái gì trong đó nha. Mà một ngày ảnh vô ra cái nhà vệ sinh á, chắc cũng cỡ 5-6 lần á, tức là một ngày ảnh vô ra cái toilet á là 5-6 lần. Mình không có tính những cái lúc mà đi tắm nha, mình chỉ tính cái lúc mà đi toilet thôi á, là coi như là một ngày đi vô đi ra 5-6 lần. Mà một lần như vậy á là vô phải mất gần cả tiếng đồng hồ, mà cứ ngồi ở trong đó rất là lâu như thế đó. Thì mình thấy rất là lạ, tại vì hồi trước đâu ảnh đâu có như vậy đâu. Mình ăn ở chung với ảnh cả năm trời, từ sau khi ảnh ly hôn vợ mà mình biết được là cái thói quen của ảnh nó như thế nào. Nhưng mà từ sau khi ảnh ở bên Việt Nam qua thì tự mình thấy nó kỳ. Rồi bắt đầu là chưa đâu, nó còn nữa thưa quý vị. Thì sau đó nữa thì ảnh mới có thêm những cái biểu hiện là ảnh chịu shopping, ảnh chịu mua sắm đồ đạc. Hồi trước á, ảnh cũng tiết kiệm, tức là ảnh cũng có mua đồ, nhưng mà ảnh không có xài mấy cái đồ mà hiệu đắt tiền. Ảnh mua dạng như đồ sale up hay là đồ mấy cái thương hiệu nội địa này kia. Đó, rẻ rẻ tiền người ta sale xuống thì ảnh mua. Đó, còn bây giờ á, là ảnh mua đồ xịn rồi nha. Đồ có thương hiệu đàng hoàng nha, đồ có thương hiệu xịn xịn ảnh mới mua. Đó, thì mình cũng thấy là sao giờ ảnh chịu chi,
Có nghĩa là bây giờ tự nhiên ảnh bay về Việt Nam xong bây giờ ảnh qua đây ảnh chịu chi, thì mình không có biết là hay là tại vì không biết là về Việt Nam rồi có gặp người thân hay là bạn bè gì người ta có quở ảnh là Việt kiều mà sao mặc đồ bèo quá hay sao mà bây giờ ảnh qua bên Mỹ trở lại ảnh lại xe xua mặc đồ xịn, mình nghĩ trong đầu là như vậy. Thì mình cũng không có đặt nặng cái vấn đề đó, mình cũng nghĩ là chắc người ta nói vô nói ra là Việt kiều mà mặc đồ bần quá hay sao cho nên là ảnh mới qua đây rồi ảnh xí soạn. Thì khi đó bắt đầu mình mới thấy ảnh lại tiếp tục có những cái biểu hiện là buổi tối khi mà mình ngủ thì mình lại thấy ảnh lén lén rón rén ảnh đi ra ngoài phòng khách, ảnh ngồi ở ngoài đó mở tivi, mà ảnh mở cái tivi mình cố tình mở tivi hơi to, tức là hơi to tiếng á. Thì mình bắt đầu một đêm đầu mình cũng không có biết đâu, mà qua đêm thứ hai á mình xoay qua mình giật mình nửa đêm mình không thấy ảnh đâu, thì mình mới lần lần mò mình đi ra thì mình nhìn thấy ảnh ngồi ngoài phòng khách á, ảnh bấm máy ảnh nhắn tin với ai á, mình thấy ảnh nhắn ảnh gõ bàn phím điện thoại liên tục giống như đang chat với ai á. Nhưng mà trong cái điện thoại cái màn hình nó nhỏ mình đâu có thể nào nhìn thấy được, nhưng mà mình biết là chắc chắn ảnh đang chat với một cái người nào đó trên cái điện thoại đó. Thì bắt đầu là cái giác quan của người phụ nữ mình bắt đầu mình sinh nghi đó. Và tự nhiên khoảng tầm 3 tháng sau, tức là ảnh qua Mỹ xong chuyến đó có xong rồi kéo dài là coi như là khoảng tầm gần 6 tháng sau, cái ảnh nói giờ ảnh phải về Việt Nam nữa. Thì mình mới hỏi là tại sao về Việt Nam nữa, anh mới về cuối năm mà sao giờ giữa năm về nữa, tức là mùa hè về nữa. Như vậy thì giống như là tốn kém chi phí tiền vé máy bay này nọ quý vị. Thiệt sự là Việt kiều mình về Việt Nam hoài vậy cũng tốn kém nhiều mà, rồi những cái thời điểm mình về Việt Nam vậy mình không có làm ăn gì đâu có tiền đâu. Thì cổ mới hỏi, chỉ mới hỏi là sao anh về nữa làm chi, bộ ở Việt Nam người thân anh có một chuyện gì hả? Thì anh nói ừ, ở bên Việt Nam á, người bác của ảnh có cái vấn đề sức khỏe nên là ảnh phải về để anh coi tình hình sao như thế nào. Thì khi mà ảnh về á, ảnh trước khi ảnh về nha, ảnh nói với mình như vậy. Và ảnh nói với mình á, anh về nhưng mà cái chuyến này anh chỉ có mua vé chiều về, tức là từ Mỹ về Việt Nam thôi, anh chưa có mua cái chiều mua vé, anh chưa có mua vé, anh chưa có đặt vé chiều từ Việt Nam qua Mỹ. Bởi vì là anh không biết là bác anh cái tình hình sức khỏe nó sẽ như thế nào và anh sẽ nán lại Việt Nam tới chừng nào. Thành ra đó là anh sẽ về Việt Nam để coi tình hình như thế nào rồi anh đặt vé máy bay cái chiều về sau, tức là giống như là cứ về đi rồi coi tình hình sau rồi đặt vé sau. Thì chị nghe cũng hợp lý cho nên là chị cũng bình thường. Thì sau đó anh về Việt Nam cái chuyến đó là tới mùa hè anh về, tức là mới cái chạng tích tay về xong cái là mùa hè về nữa. Thì chỉ thấy anh về cái chuyến này, chuyến trước anh về 3 tuần. Chuyến này anh lại nói anh về là anh về mà anh chưa biết tới cái ngày anh quay về Mỹ. Thì chị cũng, trong bụng chị cũng phập phồng, chị cũng sinh nghi người phụ nữ mà quý vị. Mình cũng nhạy cảm lắm, mình cũng biết. Đặc biệt là bản thân của chị đã từng đóng vai trò mình là tiểu tam, mình là trà xanh, mình là kẻ thứ ba trong cái mối hôn nhân của anh. Thành ra là chị hiểu được là cái người đàn ông khi mà lén lút ngoại tình nó như thế nào, chị biết. Thành ra là bây giờ chị thấy cái cách anh chào anh này, ảnh hành xử bây giờ nè, chị biết là chắc chắn ảnh đang có tòm tem một ai đó. Thì sau khi mà cái ảnh về Việt Nam xong thì chị cũng hỏi han tình hình bác ảnh như thế nào đồ này kia. Thì ảnh cũng nói là bác sức khỏe như thế, mỗi ngày ảnh cũng vô ra bệnh viện cũng thăm đồ này kia đó. Nhưng mà anh chưa từng một lần nào dạng giống như là chụp hình bác của ảnh bị bệnh hay gì này kia, hay là chụp hình ảnh vô trong bệnh viện này kia. Ảnh chưa từng chụp hình bằng chứng gì để mà gửi cho mình ở bên Mỹ để mà mình biết hết. Ảnh chỉ nói bằng miệng thôi. Thành ra là mình cũng trong lòng mình cũng sinh nghi rất là nhiều luôn. Mình nghĩ xác suất là anh này là ảnh có vấn đề. Thì mình mới bắt đầu nhờ người bạn ở bên Việt Nam á, lần mò tìm hiểu, tìm người để mà điều tra, tìm thử xem là ảnh về Việt Nam để anh làm cái gì, theo dõi ảnh thử. Thì khi mà thám tử tư người ta theo dõi, người ta theo thì biết được là ảnh đang thường đi qua đi lại một cái chung cư đó. Tức là ảnh thường đi ra từ cái chung cư đó. Thì sau đó mới phát hiện ra là cái chung cư đó ảnh thuê để mà thuê cho một cái cô sinh viên. Một cái cô sinh viên còn rất là những còn sinh viên là còn nhỏ quý vị đó, mà cái cô sinh viên đó thân hình nhỏ nhắn nè, khuôn mặt thì đẹp nè, đôi mắt thì to nè, mà là
mà là con của một cái bà mẹ đơn thân, tức là cái cô đó cũng là con của mẹ má mẹ của cổ là mẹ đơn thân. Thì anh này qua lại với cô sinh viên đó, chồng của người yêu của qua lại với cô sinh viên đó và thuê cái căn hộ đó cho hai mẹ con cô đó ở và thường xuyên đi ra vô trong cái căn hộ đó. Đó thì bắt đầu là sau đó thì mới bắt đầu tháng thứ tư á, chụp hình cái hình cô gái mà ảnh đang ngoại tình ở bên Việt Nam á, gửi qua cho cổ ở bên Mỹ để mà cổ biết. Thì cổ thấy hình chân chân dung cái hình cô gái đó, cái cô sinh viên đó, hình thù này kia, rồi anh thấy thấy luôn cảnh chồng của anh này đi cặp kè cô này đồ này kia, có đầy đủ bằng chứng chứng cớ hết. Thì sau đó cổ mới bắt đầu là cổ bình tĩnh nha, cổ không nói tiếng nào, cổ vẫn im giả vờ giống y chang như là cổ vẫn tin tưởng là ảnh về để mà thăm bác bị bệnh vậy đó. Sau đó thì cổ mới bắt đầu nói là bây giờ cổ đang ở bên Mỹ, nhưng mà cổ nói là cổ điện thoại cổ nói ảnh là bây giờ em phát hiện ra là em có thai, tức là bây giờ em phát hiện ra mình đã có con với anh rồi, cho nên thôi bây giờ anh tranh thủ xem tình hình như thế nào rồi anh quay về Mỹ với em á, để coi coi tính tính cái chuyện lâu dài, chứ bây giờ không lẽ em có con mà con không có cha, bây giờ không lẽ không kết hôn mà không có con không có cha sao. Thì ảnh cũng nói ừ. Sau đó thì đúng thật là ảnh cũng có qua, khi mà cổ có thai con của ảnh rồi thì ảnh bắt buộc là đúng là ảnh phải qua quay về Mỹ sớm sớm tranh thủ để mà có thể là coi sắp xếp cái chuyện cổ có thai. Thì khi mà ảnh quay qua để mà ảnh coi cái tiệm nail, với lại trông coi cái tiệm nail với lại là coi tình hình của cổ, thì dĩ nhiên là má của cô đó mới nói là bây giờ con gái có bầu thì bây giờ anh này phải cưới. Thì khi mà đưa ra cái lời đề nghị đó thì bắt buộc anh phải cưới thôi quý vị. Và thế là anh đã làm cái đám cưới thứ hai với chị. Và sau khi mà tổ chức đám cưới xong thì kiểu giống như là ba má chồng của chị á, ba má của anh này nè, không có thích chị. Tại vì ba má của ảnh rất là thích cái cô vợ đầu tiên của ảnh, bởi vì là cái người đó là cái người ba má anh chọn. Cho nên là ba má anh chịu cái cô dâu đó, có cái cô con dâu đó nhất. Nhưng mà cuối cùng là vì tôi là người thứ ba cho nên là ảnh mới ly dị cái người con dâu đó, cái người vợ đầu đó. Thành ra là khi mà tôi đến để mà tôi bây giờ đám cưới với tôi á, nó là một cái sự ép buộc, bởi vì là tôi có thai con của ảnh rồi thì phải cưới thôi. Cho nên là ba má của ảnh cũng bấm bụng làm đám cưới, nhưng thật ra là ba má ảnh hoàn toàn không thích tôi. Thì khi mà cưới xong thì chắc chắn tôi không thể nào làm dâu trong cái gia đình đó được. Tôi không thể làm dâu được. Thì thế là ảnh mới bắt đầu là phải thuê nhà và tôi với ảnh phải ở riêng. Thì sau khi mà quý vị biết rồi, người phụ nữ khi mà mình có thai thì mấy cái tháng đầu mình cũng phải kiêng khem ba cái chuyện đó lắm. Cho nên á, là chồng chị bắt đầu cũng thể hiện cái sự lạnh nhạt với chị rất là nhiều. Sau khi cưới xong thì lạnh nhạt rất là nhiều. Thì sau cưới có 2 tuần lễ thôi thì tự nhiên ảnh nói là bây giờ ảnh phải về Việt Nam nữa. Thì chị mới giật mình, chị nói là sao mới qua đây chưa đầy 1 tháng anh đòi về Việt Nam nữa đó. Thì anh lại nói là anh về có một chuyện, nhưng mà công việc của anh ở bên Việt Nam anh làm anh biết, anh không có nói em thôi, nhưng mà anh bên Việt Nam anh có công ăn chuyện làm bển, cho nên bây giờ để anh về Việt Nam cái nữa có một chuyện. Thì chị cũng không, chỉ biết trong bụng á nha là ảnh về để mà ảnh gặp cái cô sinh viên, mà cô ảnh đang cặp ở bên Việt Nam á, ảnh đang mê cái cô đó đó, là ảnh về là vì cái cô đó đó chỉ biết. Nhưng mà ảnh thì ảnh đâu có biết là chị đã biết rồi đâu, cho nên ảnh vẫn giả bộ dựng chuyện lên, ảnh nói là ảnh về Việt Nam, ảnh đi làm công việc công lên chuyện xuống đồ. Thì lúc đó giống như là chị ức chế quá quý vị. Thì sau khi mà cưới xong về chưa đầy 2 tuần mà tự nhiên chồng mình nói chồng mình về Việt Nam nữa thì mình tức chứ. Mình tại vì bây giờ mình ở cử, mình có bầu mình ở cử, mình không có làm ăn gì được, mà bây giờ chồng mình về Việt Nam thì chắc chắn chồng chồng mình gặp nhỏ sinh viên đó rồi đó này kia thì mình phải ghen chứ. Thì chị mới tức quá, chị mới nói như thế này, chị mới nói bây giờ bản thân của tôi mới cảm nhận được cái nỗi đau mà của vợ cũ của anh, tức là cái người vợ đầu. Chắc hồi đó chị vợ đó của anh cũng từng giống như tôi bây giờ nè, cũng biết chồng mình tới bên cái người con gái khác nhưng mà không thể làm gì hết. Và thế là quý vị biết không, ổng nói một câu lạnh lùng á, khi mà tôi nói xong thì ảnh nói một câu lạnh lùng rằng nếu mà bây giờ ở không được á thì thôi ổng chỉ nhận con không nhận mẹ, tức là nếu mà nhắm ở được thì ở, còn nếu mà ở không được á thì thôi
về nhà mẹ ở đi, tức là về nhà mẹ ruột cô ở đi, rồi còn ảnh chỉ nhận con thôi, ảnh không nhận vợ, tức là ảnh không sẽ không có nhận cổ là vợ, tức là ly hôn, nhưng mà chỉ nhận con thôi. Thì lúc đó bản thân của chị nha quý vị, chị giống như là chị cảm thấy tủi nhục lắm, tại vì tự nhiên á mình sống hồi nào giờ á, thì công nhận là mình hơi bị lệ thuộc vô cái anh ảnh quá nhiều. Bản thân của chị khi đó tự nhiên chị thấy là ảnh mắng chị thậm tệ, xong rồi ảnh nói chị là ăn bám, tại vì chị làm tiệm nail cho ảnh mà, thì ảnh cũng mặc định ảnh nói là cô ăn bám tôi, rồi bây giờ á má cô, gia đình cô bây giờ thiếu điều, bây giờ cũng muốn bòn rút tiền của tôi đó. Bắt đầu là ảnh xài xế, ảnh không có tôn trọng tôi và gia đình tôi đó. Rồi bây giờ ảnh lại nói cái câu là bây giờ không cưới ly hôn đi, mà trong khi mới cưới được có 2 tuần bây giờ nói cái câu ly hôn, có phải người ta cười hay không? Mà bây giờ ảnh đòi ly hôn và ảnh yêu cầu tôi phải ký vào cái tờ đơn ly hôn đó, rồi sau đó ảnh ép tôi phải đi về ở với mẹ ruột đi, đừng có ở đây nữa, rồi khi nào mà tới cái ngày sanh nở thì ảnh nhận con thôi chứ ảnh không có nhận mẹ. Thì chị nghe xong chị mới nói là chị nghe những cái lời đó, cái tự nhiên chị thấy, tôi thấy giống như là cái bản thân của mình á, nó ngã vô trong một cái hố sâu tuyệt vọng như đó. Và tôi phải làm sao, tôi nghĩ tôi phải làm sao khi mà suốt cái khoảng thời gian vừa qua là gần hơn 2 năm trời, tôi từ khi phát sinh tình cảm với ảnh cho tới ngày hôm nay, khi mà suốt cái khoảng thời gian đó tôi chỉ biết có mỗi mình ảnh thôi, cái gì tôi cũng dựa vào ảnh mà sống. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ ảnh và dựa vào ảnh như vậy. Bây giờ ảnh cho tôi niềm tin, ảnh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, tôi cũng nghĩ rằng là tôi sẽ dựa dẫm vào ảnh cả đời. Nhưng bây giờ ảnh lại muốn vứt tôi sang một bên là vứt, thì bây giờ tôi không biết được cái lối thoát nó như thế nào, tôi phải làm sao. Rất mong là cho tôi xin ý kiến. Thì thưa quý vị, đó là cái lời chia sẻ của chị ha. Thì thật sự mà nói nha, ở đây thì Nemo TV mình có một chút xíu chia sẻ, mình sẽ không có nói gì quá nhiều quá sâu đâu, tại vì ở đây cái câu chuyện nói ra thì nó cũng đã quá là rõ ràng rồi. Nôm na đó là cái anh này anh quá là sở khanh đó, họ sở tên Khanh, và chị thì cũng dạng như 49 gặp 50, có nghĩa là nôm na là bản thân của mình là ngay từ đầu mình đến với anh này là mình cũng đã là cái người con gái cũng không phải đàng hoàng. Tại mình thật nó, mình nói thẳng, nếu mà đàng hoàng mình không có đi xen vào cái cuộc hôn nhân của người ta để mà phá hoại gia đình người ta, đúng không? Khi mà người ta đã đang có vợ, có chồng, có một đứa con, gia đình đang hạnh phúc, mình xen vô vậy thì có nghĩa là ngay từ đầu mình đã là người không tốt rồi. Thì bây giờ rõ ràng cái kết quả giống như là cái nhân mình tạo, thì bây giờ cái quả mình phải chịu, đúng không? Thì đây là cái số phận, mình nói rằng số phận thì nó cũng không hẳn là số phận, mà cái này là do cái kết quả, do mà mình làm thì mình phải hứng chịu thôi. Và cái ngày hôm nay á, thì ăn khế thì phải trả vàng. Vì cái ngày hôm nay á, cái câu chuyện này, cái cô bé sinh viên kia, bây giờ cho như không xuất hiện cái sự cô bé sinh viên kia, nhưng mà với cái tính trăng qua của cái anh này, thì cái chuyện mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia ảnh lăng nhăng người khác là chuyện đó, chuyện sớm muộn. Và mình không thể nào trói buộc ảnh cả đời với mình được. Còn á, về vấn đề là chỗ dựa cả đời á, thì á, mình đừng bao giờ nghĩ rằng á, là mình ai là chỗ dựa cả đời của mình cả. Chỉ có bản thân của mình là chỗ dựa của mình thôi. Tức là chỉ có mình dựa mình thôi là chính. Không có ai cho mình chỗ dựa nào mà vững chắc cả đời được đâu. Người ta cũng phải có nhiều cái nỗi khổ, người ta cũng có nhiều cái áp lực. Bản thân người ta nhiều khi người ta còn chưa dẫn nữa, lấy gì người ta cho mình dựa. Thành ra đó là bản thân của mình á, mình phải gắng cố gắng vững chắc lên, mình tìm công ăn chuyện làm, mình kiếm ra tiền, mình làm chủ này kia nọ, mình làm chủ cuộc sống của mình đó. Mình không có cần dựa dẫm vào ai cả, mình dựa vào bản thân mình thôi, như vậy á, là sẽ là tự do. Bởi vậy cho nên nó mới có cái câu là độc lập tự do thì sẽ nó hạnh phúc. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay mình xin kết thúc tới đây. Và mình Nemo TV mình cũng có đôi lời chia sẻ góp ý như thế. Và nếu mà nó có hơi nói thẳng nói thật thì cũng rất mong là thông cảm. Đến đây thì video xin phép được khép lại. Và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị mình đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cô chú anh chị mình có bất cứ một cái ý kiến đóng góp nào, có thể gửi về kênh Nemo TV bên dưới một comment video ngày hôm nay để mà san sẻ cái nỗi lòng với lại chị.
Cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị rất nhiều. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú, anh chị mình trong một video kế tiếp.